Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một Doraemon tổ chức ông già Noel. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Chiếc mũ này thì mình sẽ giống như chiếc mũ của ông già Noel, mình sẽ tô màu đỏ nha. Mình cũng sẽ tô màu đỏ túi quà này các bạn. Quần áo thì mình sẽ tô màu xanh.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.